Mày định đáy bậy Kiên à? Làm gì? Xin đất à? Sạt sao vậy? Chúng ta sửa ra. Sửa. Cái này là Quảng Đông này. Cái này là giọng Quảng Đông này. Đâu này? Ê, sao mày... Cái nhà mày to gấp mấy lần cái nhà này kia? Đi một tí nữa thì đến bao giờ? Một tí nữa. Một tí nữa. Xa đây mày đi vòng hết thằng này không quy phạm nhỉ? Tí với từ ấy, hai cái từ. Rất là chung chung nhá. Sẽ sáng tạo hai cái từ. Để cho phiêu đi. Ê, ta đang thử khả năng chống rung của cái máy này đấy. À, máy mày rung rung chuẩn mẹ rồi. Ê, dám có cái giá quay. Giá quay đỡ rung. Ê, nhưng mà tao nhớ là có thế hệ mới là nó xoay ngược với chuyển động của mình để chống rung mà. Cái nào? Hệ chống rung mới. Nó chụp cái mình xoay ra bên trái nó sang bên phải chống lại rung của mình. Thì nói chung là đều cảm ứng cảm biến trọng lực cái kéo vậy. Ờ kiểu thế. Cái nào tốt hơn thì nó chống rung tốt hơn. Ô cái gì này? Nhà. Ui, có đẹp. Máy đang làm kia của ai kìa, của ai đến kìa. Bên anh kìa. Ô sẹt. Nếu tao không nhầm thì là con Mido. Từ từ, đợi. Bằng đợi gì ra đây? Đây con, ra đây. Yeah. Cháy à? Kiên đâu? Xin nhớ, cháy à? Dài vẽ lìn luôn. Dọn mâm. Kiên đang tình à, chiến tình tứ với em nào đây? Kệ nó chạy. Nhanh lên, tiếng Trung nói là gì? Khái à. Tầm cái niên anh hỏi solo đâu. Có chắc là đường này không đấy? Mày làm gì? Thôi cứ đi nó bác chạy. Show quá sợ. À thôi, ta chỉ biết chém tiếng Trung thôi. Tiếng Anh lộ lắm. Nó phải à. Ô tô kìa các mẹ, ô tô. Ê, bắt một con này, mình đang thiếu thức ăn. Ngon thì bắt đi. Ngon thì